Và hiện tại đây đang là cuộc chấm trán giữa các cầu thủ bên phía đội bóng U13 Man City và các cầu thủ bên phía đội bóng U13 Newcastle. Như vậy thì tiếng còi khai cuộc của trọng tài cũng đã được vang lên. Một pha đánh bóng rất nhanh, cơ hội và một pha ăn mừng rất ngạo nghễ của cầu thủ mang áo số 6 và 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía Man City. Người lập công đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 6, vị trí của Quốc Thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại tình huống treo bóng quá chuẩn xác này của các cầu thủ bên phía đội bóng Man City. Trọng tài xác nhận sẽ là một tình huống đá phạt góc. Xin lỗi các bạn, một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đây là cơ hội dành cho Lê Huy quảng trọng cơ vào. Để tiếp tục là Quốc Thắng. Phạm Hoàng Ngự tốt của cầu thủ mang áo số 6. Cơ hội tiếp theo quảng trọng đã mở ra cơ vào. Đường chuyền ra dành cho cầu thủ mang áo số 6 của dứt điểm. Không vào. Đường chuyền là hơi mạnh, vẫn là lợi thế dành cho Lê Huy. Cơ hội không vào. Và mọi người tốt của các cầu thủ sân không vào. Đây là công danh. Một cú dứt điểm từ xa của công nhân và một cú dứt điểm rất tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 18. Vị trí của công nhân là người đã mang lại bàn thắng để giúp cho đội bóng Newcastle có được bàn thắng gỡ hòa. Vị đội trưởng của các cầu thủ bên phía đội bóng Newcastle đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Tiếp tục sẽ là những lợi thế tiếp theo. Quả người tốt của các cầu thủ Arsenal không vào. Và là những lợi thế tiếp theo. Quay trở lại thì đây sẽ là lợi thế dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Man City. Tiếp tục là Quốc Thắng. Quả người tốt của cầu thủ bên phía số 6. Lợi thế dứt điểm từ xa không vào. Vẫn sẽ rất khó khăn để cho đội bóng áo xanh. Thì là các bạn đội bóng áo trắng có thể tìm kiếm những cơ hội tiếp theo. Đây là cơ hội và bàn thắng của đội trưởng bên phía đội bóng Man City. Quá tuyệt vời. Một tình huống ăn mừng rất ngạo nghễ của cầu thủ mang áo số. Xin lỗi các bạn, một cầu thủ không có số áo. Và đó là vị trí của Huy Bảo. Chưa có được lợi thế để dứt điểm. Mọi người có nỗ lực tung ra cứ dứt điểm cuối cùng. Đó là vị trí của công danh. Đường chuyền hoàn toàn dành cho công danh coi không vào. Đây là những tình huống lên bóng tiếp theo dành cho đội bóng Newcastle. Đây là công danh. Đường chuyền tốt của công danh coi vào. Hai điều dành cho các cầu thủ Newcastle. Một tình huống phối hợp quá mãn nhãn của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Và người lập công đó chính là vị trí của cầu thủ mang áo số 10, vị trí của Gia Hưng, là người đã ghi bàn dành cho các cầu thủ áo trắng.